Links abbiegen. Hôm nay là ấy đấy, hôm nay ngày 11 tháng 9 này, 2021 đấy. Như thường lệ mọi năm này, gia đình chúng tôi lại đi hải táo. Chúng hôm nay có hơi buồn là cả cháu cũng đi, vì cả cháu bận việc. Đi xem phim, đi xem rạp, phim rạp. Hôm nay cả cháu đi xem phim ở rạp Kino, bảo phim hay dành cho trẻ con. Cả cháu đi hết, bây giờ chỉ có hai ông bà thôi, đi thôi. Die Verkehrssituation hat sich geändert. Alternativroute ist berechnet. Dem Straßenverlauf 300 Meter folgen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Anh lên xe trời đổ mưa, cây gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhành cây gạt nỗi riêng tư. Dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen. Jetzt rechts abbiegen. Die Verkehrssituation hat sich geändert. Alternativroute ist berechnet. Dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen. Thank you.
đang đi ở những cái hàng táo mà người ta chưa cho thu hoạch. Tôi nghĩ là có lẽ là đầu tuần tới thì người ta mới cho thu hoạch. Đấy, táo. Các bạn thấy không? Táo. Quả lê này thì lê táo đang ở đây. Chưa qua được một cái đây. Let's give me your stick. Thật. Không nhìn nick bé. Nick chôn cái nút giỡn đó. Sophia nhỉ? Phần cá là đó. Elster, Gala und Santana. Von Gala besser, ja? Gala schmeckt gut? Gala schmeckt sehr gut, ja. Und okay. Santana ist ja eher so. Ja, ja. Und alleine? Haben Sie? Nein, meine, die sitzen auf der Suche, die wollen noch mal was gucken. Also, ja? Ganze Familie, ja? Ja. Okay. Guten Tag. Hallo. Nein, verboten. Ja, natürlich. Đây là những táo mà người ta vẫn căng dây. Có lẽ là đầu tuần nên người ta mới cho hái. Caliva. Đây, táo đây. Táo rất nhiều quả. Một cây hay cao khoảng 2 mét. Khoảng 2 mét thôi. Đấy. 2 mét. Đây, sau lưng chúng tôi là tất cả mọi người đều hái táo. Mua táo năm nay cũng là nhiều quả. Mà năm nói tóm lại, năm nào cũng như năm nào cũng là nhiều quả cả thôi. Mọi người rất đông. Đây những quả này. Đây, này. Đấy, mọi người là hải táo đấy. Táo rụng nhiều quá, mọi người ăn xong thì thứ vừa rụng thì thứ vừa ấy. Bây giờ vừa của tôi còn chuột thía ra đây. Những quả nào mà nói chung nữa, tất cả 100% là càng là ngon hết. Nhưng mà cũng phải lựa chọn tí cho nó ấy. Những quả thỉnh thoảng có những quả xấu. Táo 2021 đấy, ở vườn táo này mà cách đây khoảng 3-4 năm, năm nào chúng tôi cũng đi cả. Năm nào chúng tôi đi cả. Nói chung càng chiều thì càng bà con hải táo càng đông. Đấy,
những cái quả táo nó chín mọng này. Ok. Đây là những quả táo mà hàng năm chúng tôi vẫn đi hái. Tất cả mọi người. Đây là những củ táo đâu mua mà gia đình tôi hái. Rất đẹp. Ngon không? Ngon lắm. Cá lá. Nói về không? Thế đó à? Mình phải yên vẫn. Ah, guten Tag. So mei gut, ja? Ich mag auch das säuerliche. Ja, nee, Hunger. Tao đấy mọi người. Thì hai vợ chồng chúng tôi vừa hái táo vừa thử táo. Ngon ngọt thì mình mua thôi, chả ai bắt buộc mình mua cả. Nếu mình ăn uống xong xuôi no nê ra không cũng được chứ mà hiểu gì. Đấy, táo. Đấy, sau lưng tôi là tất cả mọi người là hải táo đấy. Táo này gọi là táo gala, là táo ngon nhất. Nó tiếc rằng hôm nay người Việt mình hầu như là không khỏe ai cả. Mày quay dành. Có đúng gala này không? Hay là hàng kia? Mỗi một cái này dài. Ngon nhất, giòn nhất và nhiều nước nhất. Thì mọi người đến hải táo á, thì chỉ có loài này là hợp với mình thôi, người Việt mình thôi. Còn bồn tây cũng mấy tầm ngắn ngoài nhiều lắm. Còn những cái loài táo đấy, bao nhiêu đấy, bánh móc bạc ngàn kia đấy, hơi khẩu vị của mình, người Việt mình hợp lắm. Rất là hay. Cho nên nếu vì một chỗ là hàng năm ấy, đến tháng này là mọi người nên đi hải táo cho nó vui. Đưa cả gia đình mình, bạn bè mình thân thích nhất đến vườn táo này. Mấy đứa cháu hôm nay chủ nhật nó đi xem phim ở rạp cho nên nó không đi hải táo. Mấy năm trước thì gia đình của tôi đi, đại gia đình đi thì gồm cả cháu, chứ hôm nay này cả cháu xem phim ở rạp ở kino, phim hay cả cháu ở nhà không đi nữa. Đấy.
Đây, chào nó táo đang xanh. Chưa đến lúc thu hoạch. Đó là của tuần tới đây, bắt đầu người ta mới thu hoạch. Đấy. Táo đẹp không? Đấy, táo. Táo xanh. Đấy. Táo thế này. Nhìn đi. Meter links abbiegen und der B158. Rất là nhiều quả.